Xương rồng là loại cây có gai, thân mọng nước, được trồng khá phổ biến tại Việt Nam để làm cảnh, trang trí nhà cửa. Tính trên toàn thế giới, cây xương rồng có từ 1.500 đến 1.800 loài với môi trường sống đa dạng như sa mạc, vùng nhiệt đới, hoang mạc khô cằn, khí hậu khô nóng. Trong đó mỗi loại lại có đặc tính và vẻ đẹp riêng biệt. Qua bàn tay con người đã lai tạo và cho ra đời rất nhiều những giống xương rồng mới mang vẻ đẹp khác lạ. Việc nhân giống xương rồng nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sưu tầm và thưởng thức những giống cây độc đáo của người chơi cây. Cũng giống như các loại cây trồng khác, người nông dân thường nhân giống xương rồng bằng hai cách, đó là tách cây con và ghép cây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cách nhân giống xương rồng trong chương trình Làm Nông Đúng Cách ngày hôm nay. Một trong những cách để bà con dễ dàng nhân giống xương rồng đó là tách cây con. Đây cũng là phương pháp giản dị nhất và dễ thực hiện nhất. Với phương pháp này, bà con dùng dao bén để tách những nhánh cần thiết ra khỏi cây mẹ. Vết cắt nên sắc ngọt, tránh để xước dập. Nhánh mới được tách không nên đem dâm xuống đất ngay mà nên treo vào một nơi mát mẻ khoảng 10 ngày cho vết cắt liền sẹo, sau đó mới đem trồng. Ngày trước khi chưa có những cái đất hiện đại tốt như bây giờ thì ở ngoài Bắc này thì trường thường trồng bằng xỉ than trộn với đất phù sa. Cái xỉ than tổ ong đem đập vụn nó ra sàn, nó làm sao cỡ như hạt gạo hoặc tấm, làm sao trông cái đất trồng nó cứ tơi như thế và trông nó từng hạt thế, những hạt bé mình bỏ đi để mình có thể là mình bỏ sàng, bỏ các cái bột đi, chỉ giữ lại những cái như cái cỡ hạt, như cái đá này thôi, này đấy, như hạt gạo này thôi. Và các cây rễ xương rồng sẽ len lỏi qua cái khe này, nó sống. Kể cả trồng trực tiếp trên đá này nó vẫn sống. Nhưng cái ngày xưa đấy, sau khi làm như thế rồi thì người ta cho vào lò vi sóng. Họ quay 5 phút với mức độ cường độ mạnh nhất để làm sao để khử trùng toàn bộ. Sau một thời gian, từ vết cắt sẽ bung ra rễ và trở thành một cây xương rồng mới mang các đặc tính như cây mẹ. Tách từ cây mẹ ra cây con thì hầu như là sẽ giữ được những đặc tính tốt nhất từ cây bố mẹ. Nó sẽ như là về màu hoa này, về kiểu dáng là nó sẽ giống hoàn toàn là bố mẹ. Nhưng mà tùy theo những cái gốc ghép nó có thể phát triển theo một cái chiều hướng khác đi, là nó màu hoa sẽ khác hơn này, gai sẽ dài hơn và cái độ đẻ con là cái trong cái sinh sản của nó cũng sẽ khác đi. Với hầu hết các loại cây cảnh, việc thắp ghép diễn ra khá khó khăn. Nhưng với xương rồng, nếu quen tay thì việc tháp ghép diễn ra rất nhanh chóng. Người chơi cần chuẩn bị gốc tháp, dao lam, côn khử trùng, tháp ghép, dây buộc hoặc băng dính. Gốc ghép thì mình chọn những gốc mà đang trồng khỏe mạnh, có bộ rễ khỏe này. Ngọn có thể đang phát hoặc là ngừng phát thì được, là cái cây thăng căng mọng. Mình cắt từ trên ngọn xuống từ 3 đến 4 xăng. Đây mình cắt tầm 2 xăng dưới đến 3 xăng là được. Đấy. Cắt rất là dứt khoát ạ. Đúng rồi. Đấy, mình vót xung quanh đi. Vót xung quanh cho nó đỡ bị khô. Về kỹ thuật đặt thì làm sao để cho hai cái lõi, hai cái đường tròn lõi này nó phải chồng lên nhau, nó có điểm giao nhau. Vì các cái kích thước của hai này nó không tương đồng với nhau thì mình cứ điểm hai điểm giống nhau, giao nhau là được. Mình có nhiều cách cố định. Đây mình dùng băng dính. Mình cố định không cần phải chặt lắm đâu, vừa phải, nhẹ nhàng và chắc, để không di chuyển đi khi nó sẽ lệch cái nói của mình ra. Và mình để như thế này cho bao nhiêu lâu thì hai vết ghép nó sẽ liền lại ạ? Cái này mình sẽ để tầm 1 tuần, sau là mình có thể bỏ băng dính ra được. Chính nhờ vào việc tháp ghép dễ dàng, nếu khéo tay và có óc sáng tạo, bà con sẽ tháp được nhiều giống xương rồng với nhau tạo thành một cây mới. Từ hình dáng thân cây đến màu hoa sẽ đem lại nhiều điều khác lạ. Chính nhờ vào việc thắp ghép dễ dàng này mà mọi người có thể tạo được cây xương rồng bonsai, xương rồng hình thú hoặc nhiều dáng vẻ hình thù khác nhau, đúng theo ý đồ của người chơi.